cái. Tay trái đấy, đi ra đến đầu làng giữa đây tay trái, đây là phố của Ngọc Quân, của thị tứ Ngọc Quân, đây là thị tứ Ngọc Quân. Đấy nhá.
Dạ nhớ ý. Bà đi chỉ xong rồi lấy mai bà nhớ. Đấy ý đường rồi chỉ, đây cầu Đông Tân này nhá. Đây là mà chị
chơi đâu, bố về không biết đi chơi đâu. Đi chơi đâu biết được. Vai từ từ à. Đi vào trước đi.
Tim đập nhanh không? Có hồi hộp không? Anh giật mình. Ngủ giật mình á. Bà có triệu chứng gì bà kể đi. Hả? Bà có triệu chứng ở nhà như nào bà kể cho bác sĩ. Bà có hồi hộp không? Bà có gì kể đâu? Có. Kiểu hồi hộp trong người thì có. Mai riêng hôm nay kể bệnh ở đây riêng. Con đi là bệnh gì? Bệnh này là bệnh gì? Bệnh gọi là thoái hóa van cầu não, nó bị tắc vào não. Vâng. Tức là bị từ năm 16 rồi mà vẫn chữa suốt. Anh cho bà sang tiện tìm em nhé. Vâng. Sẽ phải kiểm tra. Bà còn bệnh thì bà kể bác sĩ biết, bác sĩ chữa cho. Ăn ngủ nghỉ thế nào kể hết là xong kê thuốc bổ thôi. Cái này mà gần như khỏi. Có khỏi không? Thôi uống được viên gần như khỏi. Thôi cho bà một viên rồi. Ý ạ. Cho bà uống 5 viên không? Hả? Bà uống 5 viên không? Bà uống 1 viên là 5 viên đấy. Để đi gọi bà nhận tin. Bà thích cho uống 1 viên. Cho 1 viên một khỏi thì một viên thế nào vẫn ốm không? Không nặng thì cho một viên. Uống nặng là uống rồi. Thế thì mới đi lại được. Để thêm vào đi. Đi. Chào chị. Sáng đồng lắm, sáng thì muốn rưỡi đến đây đã đầy sổ. Tìm sao đâu? Đêm có làm sao đâu? Tìm đi.
Đi không làm sao mà có gì đâu. Dên bên đi ngủ. Với cả đầu. Nhìn tim tốt. Ừ. Tim không sao. Năm nay mới chụp nhỉ? Năm 1948. Này con chó nó đi làm cái nào được. Từ đây đến đây con chó nó còn đi kiếm ăn chứ phục vụ ngoài nó còn chết. Vâng, cứ duy trì như thế nhé cụ nhé. Đừng có kiểu đúng thêm nhé, đầu tiên là toai đấy, không chịu nhiệm đâu. Có ở nhà tôi có các bà. Đừng có uống thêm nữa nhé. Không, không cho thì thôi, ai mà gì. Biết đâu rồi ạ, ngoan. Bác sĩ, vận nghe được, tiên trưởng thế nào thì nghe thế. Đừng nói đi, cái này chưa được nữa. Cho nó đầy khoái ấy, thế rồi. Nhiều cảm giác được rồi. Được rồi. Rồi, được rồi. Được rồi, đi rồi, chạy con xin luôn nha. Rồi, chào hai bác nhé. Có hai cụ lúc nào phải đi. Từ sáng đi từ 4 giờ sáng. Không đi thì mới mệt nhỉ, đi buổi chiều này đỡ. Hôm nay sáng. Hôm nay không phải là hai bữa thi là một, đúng phải đêm là đêm. Chưa đi cả đêm. Đi phải đi sớm. Làm xét nghiệm máu đường, nếu chỉ lấy thuốc thì buổi chiều. Sáng thì bảo làm. Anh em sang bảo người ta đẩy tên và lên hệ thống đi. Ở bên này không, à? Không, không vào đây. Nó bẩn bao nhiêu viên đây? 15 viên là một tháng đấy bạn. Mỗi lần uống một viên. Người chia đôi là một tháng và cầm đây à? Cầm số à, đi. Số nào ấy em? Số nào tên của bà? Đây tên đây. Tên đây. Đây tên đây. Đây đi. Không rồi đi, có 12 viên. Xem đây có mua bổ gan kia không? Bao giờ không, giảm dần không còn viên nào nữa được. Cứ thích uống nhiều là chết. Hay là mua 2 tháng thì xong. Thôi. Uống 1 tháng hết rồi. Thuốc bổ gan này uống rồi chả hiểu gì đúng không? Cái này nó không tại vì uống thuốc nó hay làm hại gan. 3 vỉ 10 viên. Cái bổ gan này bảo ạ. 60 viên. Được chứ mua cái vỉ xanh khác không? Lần này khác rồi. Đây là thực phẩm chức năng. Đây là tên là thuốc là thế, Sinimarin là thế. Ừ. Đây ra kia giá tiền xe này. Nó là một dạng thực phẩm chức năng, nó có thành phần này đúng không? Như cái đằng này thì nó lại chủ yếu đúng không? Nó chỉ có cái chỉ có mỗi thành phần đấy thôi, còn cái kia nó có thêm đúng không? Pha trộn đúng không? Thôi không cần cái bóng, lấy gì cái bóng. Cần rác thải. Thu tiền tôi về, thu tiền ra xuống. Hay là giải từng đoạn, một đoạn giải dần không chết. Đất. À. Đường đất thì chắc vẫn đi được.